Trấn Thành thay thế Xuân Bắc làm hot tại Ơn Giời mùa 4. Nam MC sẽ thay thế Xuân Bắc đảm nhận vai trò hot trong một số tập của chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi mùa 4. Nhà sản xuất chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi cho biết, trong tập 6, MC Xuân Bắc sẽ vắng mặt vì bận việc riêng. Người thay thế anh là Trấn Thành, không chỉ đảm nhận vai trò hot của một tập mà anh sẽ thực hiện nhiều tập tiếp sau. Trả lời về sự thay đổi này, nhà sản xuất giải thích, MC Xuân Bắc bận việc riêng, khi nào anh sắp xếp được sẽ tiếp tục làm hot. Chúng tôi cộng tác với nhiều nghệ sĩ và luôn giữ vững quan điểm tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau. Nếu nghệ sĩ bận việc riêng thì không thể làm khó họ. Tập 6 của chương trình Ơn Giời có sự tham gia của các khách mời như Minh Tú, Vinh Râu, Khổng Tú Quỳnh và diễn viên Trung Rùi. Trong đó Minh Tú là cái tên khiến nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và các trưởng phòng lo lắng nhất. Là người mẫu, Minh Tú không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong thể loại diễn xuất kịch bản lẫn điện ảnh. Vì thế, nếu những khó khăn dành cho Minh Tú trong Ơn Giời sẽ tăng lên gấp đôi. Minh Tú tâm sự, Tú từng muốn xin rút nhiều lần khi thấy các anh chị nghệ sĩ bế tắc hết tập này đến tập kia, nhưng lỡ nhận lời rồi nên nhắm mắt làm liều. Cuối năm 2017, Trấn Thành hạn chế nhận lời làm game show mà tập trung đảm nhận vị trí MC trong các talk show như Doãn Hào Quang, Chuyện Tối Nay Với Thành. Những tập đầu của talk show Doãn Hào Quang bị chỉ trích dữ dội vì đưa thông tin một chiều gây ảnh hưởng đến người thứ ba, đặc biệt là vụ Lê Giang tố Duy Phương bạo hành. Mới đây, Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý đơn kiện của Duy Phương đối với nhà sản xuất chương trình Doãn Hào Quang và đài HTV. Gần đây, phim hài Tôi Là Tư Hậu của Trấn Thành khi ra mắt tập đầu cũng bị không ít khán giả phản ứng vì nội dung không gây cười và chèn quá nhiều quảng cáo không ăn nhập với nội dung. Ở một diễn biến khác, Xuân Bắc không lên tiếng bình luận thêm về sự việc. Anh chỉ chia sẻ một số hoạt động bình thường của cuộc sống lên trang cá nhân.